Vâng, hiện tại thì Hồng Định đang trên đường chạy đến nơi sạt lở ở tại khu vực Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Nghe nói là những cái căn nhà cũng như những bãi kho nó đã sụp lún xuống hoàn toàn ở dưới tại khu vực Thới Thuận, thành phố Cần Thơ này, cô chú anh chị, hết sức là nghiêm trọng nha. Và đây là cái đoạn đường để mà dẫn đi đến cái chỗ sạt lở đó. Hình như là cái chỗ sạt lở nằm bên sông á vậy, nhưng mà giờ em đến đây để mà em quay qua toàn cái hoàn cảnh ha. Sau đó nếu mà thuận tiện thì mình sẽ di chuyển tiếp qua bên hiện trường đó để ghi hình chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem. Dạ, hôm nay là ngày 4 tây tháng 5 2024. Lỡ rồi sau này người ta mới làm bờ kè lại á. Hiện tại thì buôn bán rất là nhộn nhịp tấp nập nha. Dạ, trước mặt cô chú anh chị mình đó là ở bên sông nha, nơi cái vụ mà sạt lở đó. Sớm giờ mình cũng chạy đi kiếm vòng vòng nữa vậy. Để em ở bên đây em zoom qua cho vị mình xem nha. Hình như là ở trên đó, ở trên thì nuôi nhảy ha, hay là cái kho gì đó. Nguyên cái dãy nhà như là nó sập xuống hoàn toàn luôn nha cô chú anh chị. Đây, buổi sáng giờ này là nước đang chảy ra ngoài sông cái ha, cho nên là mình thấy là nước gồng nè. Cái nhà này là nằm lúc ở trên gần tới nhà yến trên á ha, nhưng mà nó bị sụp rồi, nó giật xuống á cô chú anh chị, nên là nó lún xuống rồi nè. Bây giờ những cái căn nhà mà ở gần ở dưới mé sông đó rất là nguy hiểm nha mọi người, nó báo động rồi. Do vấn đề nó ảnh hưởng cái địa chất và cái chiều cường như thế nào á, do tác động một phần của con người, cho nên là gần đây những cái vụ sạt lở dưới bờ sông là báo động rồi, rất là nguy hiểm luôn. Để em quay đây một tí thì nếu mà thuận tiện thì mình sẽ qua bên đó nha, qua đó để ghi hình cận cảnh cho cô chú anh chị mình xem. Vậy là cái này nó sạt lở ban đêm hả bác? Ban đêm phải không? Đêm nó khoảng mấy giờ là chắc khuya hả chú? Nó sạt chắc nó cũng có nghe cái tiếng chấn động á, tiếng sụp này kia. Là nó nghe nó
nữa đi người ta cũng la lên luôn hả chú? Dạ. Quảng hồn nữa mà. Hết hổ ổn vậy đó. Thì nghe la thì mấy người la mấy người này có mấy ngày nó dời đó. Dạ. Mấy nó dời đi. Ủa như cái căn nhà tường là anh thấy nó nói liền lúc ở trên nhảy đúng không ta? Phải không chú? Hả chú? Cái mấy đó là nó nằm trên cái đó đó. Trời ơi. Ủa vậy là nó giật xuống nục cũng mấy 3-4 mét hả ta? Ờ nó giật gì đó. Có hơn nè. Dạ nó nằm thôi chơi sâu lắm rồi. Thằng chưa con thấy tường nó găng nứt kìa, nó cái dấu nó tách ra kìa, dấu tách ra là rồi nó dính vô đó tách ra đó. Yeah. chưa mấy cái cục với mấy cái ấy chưa lên nó còn nó tách ra đó. Nó còn chút xíu nó mới sâu nữa nó mới có mấy cái cây mới có ra mà cắm á. Dạ cây đó cây cũng cỡ 8 mét sâu tới đó mà giờ nó mất tiêu quá chỉ thôi con. Ủa chú vậy là cái nhà đó là cái kho người ta có chứa đồ nặng gì không mà nó sập dữ vậy ta? Mà ba nói ra là bao không à. Bao mà. Không à. Bao không à. Ủa bao nhiêu hẳn mà nó sập á. Dạ. Con tưởng nó kho chứa vật liệu bê tông xi măng này kia chứ. Không có. Là nó chỉ chuyên gia về bao không à. À bao bì bao ha. Bao bì chắc cũng nhẹ chứ không có nặng đâu. Nhẹ. Bà bên đây ở cái kho bây giờ ba đâu dám chứa mà ấy đâu. Ồ vậy là cái kho bên đây là cũng của chủ sập luôn đó hả chú? Không phải. Kho này bây giờ ta không dám chứa phân đó. Bây giờ như là thấy là người ta cũng quấn mình luôn rồi đó. Sợ luôn ha. Ta dẹp cho sợ luôn đó. Cũng như là thấy bên đây người ta cũng sợ ảnh hưởng luôn. Người ta ngừa trước hả bác? Vậy đó hả? Kế bên đó. Dạ lão lên đó. À vậy là cái chỗ bên đó là lúc trước nó có sụp rồi. Sụp rồi ta mới làm gia cố lại. Dạ. Vậy là kế đó có sụp luôn. Dạ. Có bờ kè. Vậy là này sụp cũng một hai bữa nay hả chú? Bữa 30 đúng rồi, 30. Này cũng 14 rồi. 3/4 ờ 4 này ngày 4 đây. Đây là cái kho này là để chỉ chứa là ba cái đồ bao bì á cô chú anh chị ha. À, nó rất là nhẹ nhưng mà nó sụp nha. Còn những cái kho bên đây bây giờ ta cũng sợ, ta không có dám chứa đồ nữa rồi. Cái khu đây lúc về nó có sụp không chú hay là gần đây nó mới sụp nhiều? Gần đây nữa hả chú? Đây thấy nè. Là bây giờ người ta gia cố lại rồi ha. Dạ. Nó làm đơn sơ mới rồi. Chỗ này là mới ha. Như mình coi trên đài là cái ông chủ ông chia sẻ là lúc mà cháu găng nứt đó là ông kêu con ổng là không ở trong đó nữa. Cũng đỡ không có thiệt hại ha. Không ở nữa. Dạ. Dạ. Nhà nó chỉ lên xuống giặt bao rồi. Như giờ có dấu hiệu găng nứt là người ta sợ rồi, ta di về trước. Nguy hiểm. Vậy là mấy cây trụ cục điện là lúc mà găng nứt rồi ổng cấm là để mà bảo vệ hả chú, nhưng mà nó bị luôn đó ha. Luôn. Người ta cấm ta ngừa. Không nói. Rồi ta cấm nước ra ngoài rồi đó. À mấy cột à, đó đó hả? Cái kia đó. Đây ta đáp thức đó là tối nó ở dưới cỏ chưa nổi lên đó, nó chưa cái đấy. Còn sâu dưới đó. Vậy là ông cũng sợ ha. Trụ điện là cấm còn ló lên có mấy tấc thôi phải không? Dạ. Phải rồi. Ông chở hả? Lúc trời luôn. Ừ. Lúc chưa có. Bà chở, bà nào chở? Nó còn hồn chở bà. Ồ nước lớn mà lên tới mấy tường nữa đó hả ta? Ha. Cao lắm hả? Cái vàng trên đôi mấy chỗ mấy cái lão đó. Dạ. Mấy cái cột bên đây nè. Cũng đã là ngay băng ở trên đó, bây giờ nó sập gì đó. Ừ. Lúng xuống đó. Quá chừng ha. Thì là người ta gia cố là mấy chặng rồi. Ờ, thủ mới của người ta mà. Dạ. Giờ tôi nghĩ trọng, giờ không biết nghĩ cái tiền đâu mà. Có cái nhà của anh bên đây nè. Cái sàn như mới đổ đó ha. Mới đổ mà giờ nó sập coi như là cái đó đâu có cứu vừa giãn gì được hết ta.
nếu nó không có gãy á, muốn cô bé lại nó kéo cho đứng lại được ha. Được, là nó làm được mà bây giờ tốn tiền quá trời. Dạ, tiền nhân công này kia được. Thì ổng mà kêu cô bé lại nó sóc xuống đó. Dạ. Sóc xong xuôi đâu cũng có 3-4 bữa. Tính làm cái nhào lại nó sập gì đó. Giờ nó bê tùm lum cho nó, giờ bỏ cho đâu có dám nữa. Dạ. Ủa vậy là cái căn bên đây nó sập rồi, căn nhỏ bên anh này ảnh hưởng nó kéo theo luôn hả chú? À. Bởi vì thấy mà thấy ba cái trụ cột này kia kìa, nó mới có đổ rồi thì nó nghiêng ngã hết trơn. Nó là nghi băng hả? Vậy là ông ảnh đang làm đó ha. Ừ. Ngay tình hình này là thấy rồi xong rồi đó. Ừ. Không là làm mới là chứ sao giờ. Mà tính mới cũng nhờ mai á anh ấy. Cái đó được nước rồi bỏ kìa, cắt bỏ bà kè luôn, nó cứ vậy. Giờ bắt đầu làm tiền đâu nữa rồi ta làm. Tính là trong cái gũi có mai nè, nhà anh này mà đang làm mới có đổ rồi ha, mà bị lỡ mà lên cắt nhà ha, lên tấm rồi đổ sàn rồi tiền nhiều á chú, ở nó bị một cái rồi là khổ luôn. Là tốn gấp đôi vậy. Giờ mới có làm cái chân à. Mới có đóng nó sóc xuống à. Ba bốn chục triệu. Mấy chục triệu cũng phải rẻ tiền đâu. Giờ mấy chục triệu mà làm kiếm giờ rất là khó khăn. Có là thẳng cái một đâu. Dạ. Bỏ buông rồi luôn rồi đó. Là tiền đâu nữa làm. Cắm cây sơ sơ ở trong đó. Con thấy bữa hổm gà con quay mấy cái nhà của bà con người ta sập đó. Nói là xưa giờ làm bằng, nói chung là kia cỏm là cả, nói chung là mấy chục năm cả đời người á mà cắt được cái nhà rồi chú kia kìa. Sập xong cho mấy trăm triệu. Bỏ luôn. Nó tội biết nhiều nữa tài. Thì là anh này ảnh nhà anh chặt quá với nó ngắn, anh nói trên sàn ra mới xong. Đúng rồi. Dạ. Là cái khu vực sạt lở của chú anh chị ơi, và tình cờ thì mình gặp một cái cô này nói là ở trong khu vực này có một cái bà hai lớn tuổi hả cô? Cái gì đại đoàn kết. Dạ. Khu vực nhưng mà nhà đại đoàn kết. Dạ. Của nhà nước cấp. Là bà cụ này bà chị khó khăn hay gì? Chị cái lưng chỉ khòm khòm đó nhưng dạ. Mà chị khổ lắm, chị bị lụm dây chai không. Dạ. Tôi thấy mấy chú đứng quầy tôi lại tôi hỏi có phải không. Dạ. Nào tôi dẫn đi lên giúp đỡ cho bà. Cụ nó lớn tuổi không hả cô? Không biết nữa. Chắc bà cũng khoảng 7 mấy rồi. Dạ. Hằng ngày bà đi lụm, bà cụ lụm dây chai hả? Lụm dây chai không, bà ra thùng rác bà bơ bà lụm. Trời ơi, ra thùng rác lụm đồ ăn hả gì? Lụm bọc, lụm ve chai, bà bán à. Thùng rác ve chai về đang bán, đang kiếm tiền, đang mua gạo ha. Bữa bà nói bán, tôi hỏi tham bán bữa được, bà nói được 5-6 ngàn. Trời ơi, 5-6 ngàn rồi sao đủ mua gạo? Thì bà sống vậy đó. Dạ, ngày nào cũng phải đi như vậy hả? Ngày nào cũng đi vậy chứ. Có bữa bà thồn vô một bao, bà bưng không nổi bà lâu, bà ứng mãi bà lâu đi về đây. Bây giờ bà cụ nó có nhà không bác? Có. Dạ, dẫn mấy anh em con vô trong. Nhờ bà hai dẫn vô trong. Cô này cũng ở sớm ha. Dạ. Dạ thì hôm nay tình cờ đi quay cập nhật tình hình sạt lở cho cô chú anh chị mình xem. Ở tại khu vực sạt lở này vậy. Có bà con cho biết là có bà cụ hoàn cảnh rất là khó khăn nha. Nên thì sẵn vô đây mình quay sạt lở rồi đến thăm bà cụ luôn. Cũng giao duyên với bà một chút ít tiền nha để mà hỗ trợ cho bà. Dạ, đây là quý chú hồi sớm nè. Hôm nay bà hai nhiêu tuổi rồi? Hôm nay 78. 78 tuổi hả? Dạ. 78 tuổi mà hằng ngày đi lụm ve chai bán hả bà cụ? Dạ. Hèn ơi. Nhà bà hai là có con cái hay là ông xã gì còn sống dạ, không? Dạ, ông chồng mất rồi cậu ơi. Dạ. Hồi lúc 2020, dạ. Bây giờ cũng như là 3 năm ha. Còn thằng con, dạ. Con mà cũng như không, nhưng mà ăn rất giả, khổ quá cậu ơi. Dạ. Thử ra bây giờ phải đi dài, không sống, con dâu thì nó quá. Vậy là bà hai có một cái người con trai nhưng mà nói chung là cũng khổ khó khăn ha, phải đi mằng nên là bà hai phải bươn chải mình lên. Dạ. Vậy là bà hàng ngày là bà hai là làm cái nghề gì để kiếm sống nha bà hai? Thì ve chai nè cậu, ở trên Bình Khánh ve chai xuống dưới này cũng ve chai, lụm bọc lụm đồ ở trên cũng lụm vậy đó.
có nghĩa là bà hai đi lượm ve chai về để bán mua gạo. Rồi vậy, mua gạo với cậu ăn. Bữa nay bà hai không có đi làm ha. Sao? Bữa nay bà hai ở nhà ha, chắc mệt ở nhà. Rồi vậy là mấy cậu bữa nay cho tôi nghỉ ở nhà phải không? Giờ dạ. Tôi nghe lời mấy cậu ở dạ. Nhà. Dạ dạ. Đây có quý cô quý chú ở sớm nè. Ở đây chắc cũng biết hoàn cảnh bà hai ha, cũng giới thiệu. Hoàn cảnh bà hai cũng khó khăn hay chú? Dạ. Dạ. Đó, chứ không phải là gì, nhưng có đứa con chơi cha với một đứa con dâu. Đứa con trai với con dâu, mà con dâu cũng không. Thôi đừng nói tới về cũng nạt ngộ, bà la lối bà này kia nữa, thằng con nhìn khô à. Vợ chửi gì chửi cũng đính tin à. Cái bà nói tới mẹ ơi, mẹ vợ con chị thôi. Chị không có nói gì, bà này cũng tội nghiệp. Nó bây giờ nó đi bằng hồ. Đi bằng hồ chiều nó về, cỡ 5 giờ nó về rồi. 5 giờ nó về thì nó cũng ở nhà đó, thì bà thì bà cũng ở đây, bà cũng đi mượn sáng đi, đi lượm gì đó, rồi 9-10 giờ có bà về. Về bà có như là bán, có kiếm vài chục ngàn mà mua cá lắm ăn. Thế thôi à, chứ không có gì. Rồi như gạo ta cũng cho bà, người ta cũng đem tới nhà cho bà nữa. Sống có 3 ngày vậy thôi. Cũng tội nghiệp cho bà thôi. Còn nói chung là ở sớm nha. Ở sớm. Tối lửa tắt đèn có nhau. Dạ. Ở đây cũng mà bà ở đây người ta cũng nhờ dầm chừng bà có chuyện gì người ta cũng chạy qua chạy lại chứ đâu có bỏ bà đâu phải rồi chứ ba. Đâu có bỏ. Mình con hôm nay đến đây quay tin tức sạt lở bà con mình coi á, thì sẵn có bà bác trong giới thiệu trong đây có bà cụ khó khăn. Rồi vô đây cũng quay cho bà con mình xem cũng hỗ trợ chút đỉnh để cho bà cụ mua gạo thóc này kia ăn. Dạ. Không định, không định. Rồi bữa nay thì nói chung thì anh em con cũng tình cờ, nói chung là có nhiều thì con gửi cho bà hai nhiêu. Bà hai hôm nay 78 tuổi hả? À 78 tuổi. Tôi 75 đây nè. Hôm nay đến đây thì gặp hoàn cảnh của bà cụ cũng rất là khó khăn. Con mấy anh em thì cũng làm thì theo khả năng của mình nha. Dạ. Dạ, bữa hổm đây là con gửi cho bà cụ 200. 200 này tiền của chị con gửi đi dọc đường gặp bà con khó khăn á, gửi cho dạ dư duyên. Chúc bà hai nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn cậu nha. Dạ. Con thì gửi cho bà hai 500.000 tiền bà của bà tư 500.000 tiền của anh Khôi bên Mỹ á, hỗ trợ cho bà con lớn tuổi. Cảm ơn cậu, dám cảm ơn bên Mỹ các cậu. Cũng tình cờ hay có nhiều việc mấy anh em con cho nhiều. Bữa nay ở nhà nghỉ đi, trời nắng này đi lụm cực lắm. Bữa nay chúc đi đẹp là cậu đi đến thì tôi biết ơn biết nhiêu đó. Chừng mà hai cậu chờ quay trở lại với tôi nữa đây. Còn có đi nghe mới còn ghé. Tự nhiên đi. Giờ tiếp tục thì Hồng Định xin cập nhật cái tình hình thời tiết buổi sáng ở tại thành phố Long Xuyên nha. Thì như quý vị mình thấy rằng sáng nay thời tiết ở Long Xuyên sương mù cũng như là mây đen nó đã phủ kín hết ở Long Xuyên các bạn, giống như là trời đang chuyển mưa. Và hiện tại là thời tiết rất là mát luôn, giống như là ở ngoài Đà Lạt vậy. Và hôm qua ở tại thành phố Long Xuyên có mưa nha, nhưng mà mưa ít. Đây là mình đang qua cái cây cầu này để mà di chuyển vào thành phố Long Xuyên nè. Một rằng hôm nay ở tại An Giang nói chung là toàn tỉnh luôn sẽ có một trận mưa lớn để mà giải nhiệt cho bà con của mình, người ta đang trong ngóng trong mưa từng ngày á. Có số thì người ta bình luận á, người ta nói rằng ở An Giang có chỗ mưa chỗ không, một chỗ thì người ta đang khao khát ha, còn một chỗ kia thì có một chỗ thì không ha. Mong rằng hôm nay là sẽ mưa đều phủ toàn tỉnh An Giang nha.